Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 52 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 52 của bộ truyện này. Mộng Thiên Nguyệt ngẩn người, mấy ngày nay phàm là nghe điện thoại đều sẽ nghe thấy một chuyện không tốt, khiến cho vị chủ tịch tập đoàn này bây giờ sinh ra chứng sợ nghe điện thoại. Nghe đi, chắc cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Mộng Trầm Thiên thở dài, Mộng Thiên Nguyệt nghe máy. Mộng Tổng à, mới vừa rồi, thập thất thiếu đột nhiên lên cơn đau tim giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cho trái tim của mộng thiên nguyệt nhất thời run rẩy không đợi đầu dây bên kia nói xong hắn nói luôn ta biết rồi các ngươi xem rồi xử lý đi đặt điện thoại xuống nét mặt của mộng thiên nguyệt lạnh lẽo khác thường thập thất ở ngạc châu chết vì đau tim ánh mắt của mộng trầm thiên trở nên u ám dáng vẻ nho nhã tao nhã đều biến mất sạch sành xanh Người chết được nhắc tới trong cuộc điện thoại vừa rồi là con trai thứ 17 của Mộng Thiên Nguyệt. Người này tuy rằng tư chất tu luyện không có tốt, nhưng mà rất có thiên phú ở phương diện kinh doanh. Hắn đang điều hành một chuỗi các chi nhánh của tập đoàn Mộng Thị, có thể nói là một người có tài, là tinh anh trong giới kinh doanh, nhưng bây giờ lại đã chết rồi. Bên kia, Ninh Tùy Phong đứng ở cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài. Có điều nét mặt của hắn tiêu điều Nếu ta nói các ngươi bên này Hẳn là còn mạnh hơn gia tộc của ta một chút Phải rằng cha con các ngươi Sẽ cảm thấy ta đang vui sướng Khi người khác gặp họa Là sao? Tính đến hôm nay 13 người thuộc huyết mạch của nhà họ Ninh Đều đã lần lượt qua đời Qua đời vì những lý do khác nhau Và đều không có dấu vết còn có một thôn trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận chiến của tưởng trường bân và thượng thanh vân cả thôn đều chết không một ai may mắn sống sót ninh tùy phong thở dài chỉ trong mấy ngày nhà họ ninh liên tiếp nhận được tin người chết việc làm ăn của các gia tộc thì bị người ta cướp bị người ta chèn ép bị người ta ngăn cản hỏa hoạn lén chạy trốn cũng không thiếu những chuyện này sáng sớm hôm nay hai phụ nữ mang thai trong gia tộc đã bị xảy thai mà không giải thích được trong chuyện này ta cảm thấy chắc chắn là do phong thủy của tổ trạch đã xuất hiện vấn đề lớn thời gian trước chuyện sông văn thủy chảy ngược dòng về phía tây chắc chắn còn ẩn chứa thâm ý hiểm độc khác chẳng qua những thâm ý này chúng ta không nhìn ra mộng trầm thiên và mộng thiên nguyệt đều gật đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hiện nay, chúng ta cần phải bàn bạc phương hướng ứng phó. Không thể nào tiếp tục như vậy được. Nếu tiếp tục, thì hai nhà chúng ta coi như xong. Nét mặt của Ninh Tùy Phong nghiêm trọng. Lại đi tìm thêm vọng khí sĩ, điều tra ngọn nguồn một cách cẩn thận đi. Mộng Trầm Thiên nói, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ sang bằng toàn bộ hai ngọn núi Đông Tây nét mặt của ninh tùy phong u ám cho dù là phải phá đi địa thế trăm ngàn năm của thành phường hoàng hai nhà chúng ta cũng không thể nào ngồi chờ chết như vậy được chỉ cần phá cuộc diện phong thủy ở bên ngoài thì những âm mưu và tính toán được sắp xếp bên trong tự nhiên sẽ biến mất mộng trầm thiên quả quyết không được không được sao ninh tùy phong cả giận hỏi hiện nay Hai nhà chúng ta đều đã rơi vào trong cảnh sinh tử. Không làm ác phải chết, còn có cái gì là không được. Mộng trầm thiên ảm đạm nói. Cuộc diện phong thủy của đất trời đã tồn tại hàng mấy chục ngàn năm. Ai dám phá? Ai dám vọng động chứ? Tài dám, Ninh Tùy Phong nói. Người dám, vậy chính là người muốn tìm đường chết. Ánh mắt của Mộng trầm thiên lạnh lùng nói. Người nào phá? người đó chết. Giọng điệu của hắn nặng nề hơn, gần từng chữ. Hiện tại, ai dám động tới cục diện phong thủy của thành phường Hoàng, đừng nói tất cả, cho dù là động chạm một chút, đều là vạn kiếp bất phục. Ta đã nhắc nhở rồi, một khi sự việc xảy ra, đừng trách ta không báo trước. Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều nhíu mày. Trầm Thiên, hiện nay là chuyện lớn liên quan tới sự tồn vong của hai nhà cả tập đoàn mộng thị và gia tộc ninh thị chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một cái phượng mạch nhỏ bé ninh tùy phong ảm đạm nói phượng mạch nhỏ bé mộng trầm thiên lạnh lùng cười nói phượng mạch nhỏ bé ư đây là việc được thiên đạo thai ngén hàng mấy chục ngàn năm tất nhiên là một hai gia tộc không quan trọng bằng sự xuất hiện của phượng mạch được đúng là nông cạn đến cực điểm một hai gia tộc không quan trọng bằng phượng mạch sau một hồi lâu mộng thiên nguyệt và ninh tùy phong đều không nói gì không phản bác lại hai đại gia tộc có liên quan đến sự tồn vong của hàng trăm ngàn người sao lại nông cạn đến cực điểm thật sự là không quan trọng sao nét mặt của mộng thiên nguyệt u ám im lặng suy nghĩ rồi nói nói tới việc phá cục diện phong thủy này mà không thay đổi núi sông cũng có cách đối phương thay đổi thế của thủy mạch ý đồ vô cùng đơn giản là muốn bảo vệ linh niệm thiên nữ muốn để phượng mạch xung hồn thành công nói cách khác chỉ cần giết chết linh niệm thiên nữ cục diện này sẽ bị phá mộng thiên nguyệt lạnh lùng nói với sức mạnh của hai nhà chúng ta giết chết một linh niệm thiên nữ cũng không phải là chuyện tốn nhiều công sức mộng trầm thiên lập tức phản đối không được không được hai đại gia chủ đồng thời quay đầu kinh ngạc thốt không động tới phong thủy giết linh niệm thiên nữ vậy mà cũng không được sao vậy rốt cuộc thế nào mới được đương nhiên là không được linh niệm thiên nữ là nhân vật quan trọng để phượng mạch xung hồn lần này ai chết cũng được nhưng nàng ta thì không thể chết tất nhiên là nàng sẽ chết nhưng phải chết vào ngày phượng mạch xung hồn chỉ chờ tới thời khắc phượng mạch xuất thế mới có thể giết nàng ta nếu như động thủ trước cùng với sự ngã xuống của linh niệm thiên nữ là sự mất mát của thiên thời nếu như phượng mạch lại ngủ yên thì chúng ta phải làm sao bây giờ rủi ro này dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không được mạo hiểm mộng trầm thiên lạnh lùng nói sắp đặt mấy chục năm cũng chỉ vì một ngày này ai dám giết linh niệm thiên nữ trước khi phượng mạch xung hồn chứ ninh tùy phong lạnh lùng nói nhưng mà ta không quan tâm tới sự sắp đặt trong mấy chục năm này tình thế nguy ngập trước mặt của hai nhà mới là điều quan trọng ta phải đối mặt với chuyện này ninh gia chủ muốn thử một chút sao mộng trầm thiên từ từ đứng dậy dùng ánh mắt như rắn độc nhìn ninh tùy phong khuôn mặt của ninh tùy phong lộ ra giận dữ cũng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Nguyệt vội vàng ngắt lời. Hai nhà chúng ta đều đang trong tình thế nguy hiểm, nên đồng lòng hợp sức, đồng tâm hiệp lực. Sao lại huynh đệ tương tàn? Vẫn là nên nghĩ cách khác để ứng phó với tình thế nguy hiểm này. Vả lại trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa kia ngày nào cũng ở cửa nhị trung xem tướng đoán mệnh, Danh tiếng vang xa. Thằng nhóc này trước đây rất là bình thường, sao đột nhiên lại tinh thông như vậy? Tình cảnh này phải chăng do hắn bày ra? Ngoài hắn ra, hiện nay thật sự không nghĩ ra người nào khác. Nếu như Hạ Viên Nguyệt muốn phá hư, thì có thể ra tay từ mấy chục năm trước, hoàn toàn không cần chờ tới ngày hôm nay. Mộng Trầm Thiên ảm đạm nói, hoặc là chúng ta luôn xem thường thằng nhóc này. Không ngờ thằng nhóc này mới là kẻ phá bệnh lớn nhất trong ván cờ này. Ninh Tùy Phong cười nói, Chúng ta không thể giết linh niệm thiên nữ, Chẳng lẽ không giết được tả tiểu đa Mộng trầm thiên lạnh lùng cười Giết tả tiểu đa Bây giờ Mọi chuyện gần như đã rõ ràng Bài thế của hai nhà chúng ta 90% là do tả tiểu đa sắp đặt Và ngoài hắn ra Thì không ai hiểu được cục diện này hơn Người giết hắn rồi Thì lấy ai mà giải cục diện này Ninh Tùy Phong tức giận Linh niệm thiên nữ không thể giết tả tiểu đa cũng không thể giết. Phong thủy càng không thể phá. Chẳng lẽ hai nhà chúng ta cứ chờ chết như thế này sao? Sáng ngày mai, Mộng Trầm Thiên thản nhiên nói. Ta đi tìm tả tiểu đa thử xem. Còn có cô nhóc kia của nhà họ Bạch. Nói nàng ta tạm dừng hành động đi. Cứ xem như là nàng ta bỗng dưng được lợi. Tất cả mọi chuyện đều tạm thời để ở thế dương cung mà không bắn. Trước đây muốn giết tả tiểu đa, tất nhiên là có thể hành động, nhưng mà hiện nay tả tiểu đa tạm thời không thể chết. Tạm dừng hành động ngay lập tức. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mộng Thiên Nguyên và Ninh Tùy Phong. Ta đã nói rõ được mất, hai vị, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, hậu quả sẽ càng kinh khủng hơn. Kinh khủng thế nào, ta đã nói khi nãy rồi. Nét mặt của Mộng Thiên Nguyệt bình tĩnh, không nói gì. Ninh Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay bỏ đi. Ánh mắt của Mộng Trầm Thiên u ám tới cực điểm, nhìn bóng dáng của Ninh Tùy Phong đi xa, lệ khí trong mắt hắn đã gần như không thể kềm chế. Trầm Thiên Mộng Thiên Nguyệt nhẹ giọng hỏi Người có thể nghĩ ra cách để bảo vệ nhà họ Mộng hay không? Mộng Trầm Thiên chậm rãi gật đầu Bảo vệ nhà họ Mộng là điều đương nhiên nhưng phải nhớ cho kỹ Dù thế nào Cũng không thể nào ra tay với linh niệm được Ta biết rồi Tả trường lộ mở cửa hàng Như thường lệ vào buổi sáng Không bao lâu Thì Hồng Hạc Tử đã tới nơi Lão tả Con trai người có tới đây không Giọng nói của Hồng Hạc Tử Lộ ra hoảng hốt Tả trường lộ quay đầu nhìn Không khỏi giật mình Lão Hồng Người làm sao vậy chỉ thấy toàn thân hồng hoạt tử như rơi vào tình trạng tương tự như một cái cây khô héo tóc trên đầu rụng gần hết thậm chí phần da đầu lộ ra còn có những đốm đồi mồi thiếu sức sống cả người giống như là sẽ nhắm mắt tắt thở ngay trong khoảnh khắc tiếp theo giây phút này tả trường lộ vô cùng sửng sốt khốn kiếp rốt cuộc ta cho hắn uống là tục mệnh đan hay là độc dược đòi mạng rõ ràng vừa mới uống một viên tục mệnh đan vô giá cách đây không lâu mặc dù dược hiệu đã giảm đi rất nhiều còn mất một số phần nhưng để sống lâu hơn mấy chục năm thì không thành vấn đề vậy mà hiện nay thoạt nhìn sao còn già hơn cả thời điểm chưa uống tục mệnh đan chuyện này là sao đừng nói nữa đây là số mệnh thiên đạo luân hồi là báo ứng của ta Nét mặt của hồng hạt tử tiêu tụy Chán nản nói Báo ứng Tả trường lộ hơi khó hiểu Lần đầu ta tới thành phường hoàng Sớm đã bị người ta theo dõi Tiếp đến chính là xuất ra một số tiền lớn Bảo ta tận sức Dòng ngó hướng địa mạch của thành phường hoàng Nói thẳng ta phải nhìn ra điều gì Bởi vì hắn cảm thấy Thành phường hoàng này đang ẩn giấu một bí mật to lớn Mà năm xưa ta một mặt bị đối phương dùng vũ lực cưỡng ép mặt khác cũng là vì bị ba chữ bí mật lớn khơi gợi lòng tò mò sau khi nhìn quanh một lần ta phát hiện ra nơi này vậy mà lại ẩn giấu phượng mạch hơn nữa còn là phượng mạch sắp xuất thế khi ấy sau khi ta xác nhận kết quả này ta cũng rất sợ hãi đây là sự sắp đặt của thiên đạo liên quan tới vận mệnh trời đất một vòng khí sĩ như ta lại dám dòng ngó chẳng phải là đã mạo phạm thiên uy sao nhưng ta đã nhận số tiền rất lớn từ người ta nhân quả cũng đã kết hơn nữa tính mệnh đang bị đe dọa có thể nào không nói sao dám không nói vì thế đã nói khi ấy ta còn nghĩ với thiên mệnh bổ nguyên thuật mà ta tu luyện cho dù lần này tuổi thọ ta bị tổn hào nhưng thế nào ta cũng sẽ bù đắp được nhưng cuối cùng ta đã xem nhẹ phản vệ của việc trêu tức thiện uy khi ta nói rõ rằng ngọn nguồn trong đó thiên đạo phản vệ đến không những lấy hết một nửa thọ nguyên của ta còn thẳng tay phế bỏ thiên mệnh bổ nguyên thuật đến cả đạo cơ cũng bị hủy đi bảy tám phần hồng hạc tử rầu rĩ thở dài từ lúc đó ta đã biết Thiên cơ ta tiết lộ lần này quá là lớn, lớn tới nỗi chọc giận Thiên đạo. Mà hơn 20 năm trước, ta lại lần lượt xem phong thủy cho nhà họ Mộng và nhà họ Ninh. Chủ ý ban đầu của hai nhà này đều muốn giúp phượng hồn xuất thế, mà khi phượng hồn hiện thế, lại xử lý hoàn toàn việc ta tham gia tính toán phượng hồn. Đương nhiên, ta không muốn thấy, nhưng nghĩ đến Thiên đạo phẫn nộ, uy phong số trời phản vệ khiến ta sợ hãi kéo dài lại kích thích tâm phản nghịch của ta nói thẳng ra nơi phượng mạch lúc đó quỹ đạo đời này của ta đã định trước đã định trước phản nghịch mà đã định trước phản nghịch thì ta làm trái ngược lại thôi biết đâu còn có thể khổ tận cam lai không ngờ sau khi xem hai mắt ta hoàn toàn mù nhưng dưới sự chỉ dẫn của ta, cục phong thủy của hai nhà Ninh Mộng đã đúng mẫu, đi trên con đường dẫn phượng hỏa phong. Nhưng gần đây không biết ai, không chỉ nhìn thấu bố cục của ta, còn lợi dụng nền móng cục phong thủy của ta, tiện thể mà làm nghịch tử mưu sinh, đảo ngược hết tất cả tâm trận cục. Hồng hạt tử méo miệng, thở dài một hơi, Người đảo ngược bố cục suy nghĩ khéo léo. Tự nhiên bản thân rõ ràng, bố cục này rất lớn, suy nghĩ rất độc đáo, bố trí cẩn mật, ra tay độc ác. Dường như cả đời này của ta hiếm khi thấy. Chúng ta đều là người đặt bố cục. Cục của ta bị hắn phá rồi. Với là bị phá hủy, mà vẫn còn bị cục thiên đạo phản vệ. Mà phần phản vệ này, ta là người bày cục đương nhiên là người đứng mũi chịu xào. Hồng Hoạt Tử thở dài. Đây là số mệnh rồi. Lão Tả à, cây này đại khái gọi là không thể làm trái ý trời. Thật sự, thiên đạo đã sắp xếp mọi thứ. Ta lại thay đổi nó. Nói gì mà con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Nhưng bất kể qua bao lâu, cuối cùng hắn vẫn đưa về quỹ đạo vốn có của trước kia. Mà thời gian những việc đã trải qua, số mệnh kia thay đổi trở thành phản vệ. Nét mặt của Hồng Hạc Tử trống vắng. Trong thời gian 7, 8 ngày ngắn ngủi này, ta có thể cảm thấy sinh mạng ta đang mất đi một cách nhanh chóng. Trong hai mắt của Hạc Tử, ánh lệ đục ngầu lóe lên. Bây giờ ta không dám ngủ. Lão tả à, người có thể tưởng tượng được không? Khi ta ngủ, đối với sinh mạng ta mà nói, nó đã mất đi ít nhất là 10 năm. Tả trường lộ nghe đến khóe miệng co rúng. Mấy ngày trước, tả tiểu đa và tả tiểu niệm lại nhảy trong nhà, nghịch thiên cãi mệnh gì đó, lại gọi đám người một yên yên giúp đỡ. Tuy tả trường lộ chỉ biết đại khái chuyện này nhưng cũng rõ lý do trong đó Không ngờ mình tốn trăm cây ngàn đắng Mới xin được tục mệnh đan Đưa cho lão mù này uống Muốn có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên cho người này Kết quả con trai mình Chỉ dùng 7-8 ngày Đã làm mất sạch thọ nguyên Không dễ gì tăng lên được của lão mù Thậm chí lấy đi nhiều hơn Lúc này trong lòng của tả trường lộ Hiện ra câu nói mà Hồng Hạc Tử nói khi nãy Không thể làm trái ý trời Chẳng lẽ không thể nào làm trái ý trời là thật sao? Bất kể cố gắng thế nào, cũng có điều bất trắc khác, làm hỗn loạn chuyện đã tính toán chu toàn, gần như xóa sạch vô số cố gắng, khiến mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có lúc ban đầu. Người bây giờ thế nào rồi? Tả trường lộ cảm thấy mình không thể nói chuyện. Bây giờ ư? Ừ. Hồng hạt tử cười khổ, lần này thật sự thọ nguyên của ta chẳng còn là bao với lại phản vệ lần này dữ tợn như thế ta chưa từng thấy bao giờ đời này kiếp này ta trở thành vọng khí sĩ đến thành phường hoàng xem cuộc phong thủy chắc chắn là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời ta hơn nữa còn là chuyện xui xẻo nhất thiên đạo hảo luân hồi lần này đến lượt ta không phải không có báo ứng mà chỉ là chưa đến lúc mà thôi vốn dĩ cục phong thủy của thành phượng hoàng này thuận theo trời mà vận hành thuận theo mệnh mà tồn tại là bị ta cưỡng chế biến đổi thành quy cách nghịch thiên sau là được người khác xoay chuyển về nhân quả trong đó chỉ dựa vào bản thân ta đã chịu không bao giờ hết bản thân chịu không bao giờ hết là sao là phần nhân quả này sẽ phải rơi vào luân hồi của ta. Đời đời kiếp kiếp, ta đều phải chịu phần phản vệ này, mà cũng không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Ít nhất, cũng phải chịu đến rất lâu sau khi cuộc thiên đạo này được thành hình. Tả trường lộ nghe đến đây không kìm được, ánh mắt lấy lên. Chuyện này nói thế này ta cũng không biết rõ chỉ có thể chắc chắn lần này lôi kéo nguyên hồn chịu phản vệ vòng tròn vào chân linh kết nối nhân quả là thế cục đã được định sẵn không thể nào tránh thoát hồng hạc tử khóc không ra nước mắt tuy ta không biết kiếp sau ta sẽ là gì nhưng bây giờ ta có thể khẳng định kiếp sau phải trả nợ cho kiếp này cho đến khi xong Người nói đây gọi là gì? Tả trường lộ khó hiểu. Vậy người đến gặp con trai ta mà làm gì? Hồng Hạc Tử nắm lấy tay của tả trường lộ nhẹ giọng nói. Lão tả, đời này người giúp ta quá nhiều, chăm sóc ta rất nhiều. Nếu không nhờ có linh trà hôm đó mà người đưa, bù thêm nhiều thọ nguyên cho ta, ta hẳn đã phải chết từ lâu rồi. Mà Hồng Hạc Tử ta vẫn không có chút báo đáp nào. Chỉ một câu tình cảm anh em, da mặt ta nào có dày như vậy được. Ta chỉ có thể làm một việc, chính là vọng khí cho thế hệ sau của người. Dùng thần hồn của ta dẫn dắt, để hắn thấy được tương lai một lần. Đây cũng là chuyện cuối, đời này ta có thể làm vì ngươi. Nếu nếu để ta chết mà mắc nợ nhiều như vậy, thì hồng hoạt tử ta chết không nhắm mắt tả trường lộ khẽ thở dài lúc này trong đầu hắn thoáng qua trăm ngàn suy nghĩ đột nhiên trong lòng rối bời đưa ra một quyết định quan trọng lão hồng à người còn bao lâu không lâu hồng hoạt tử thê lương nói lão hồng ta một thân một mình muốn khi thiên đạo thế bị trời định phản vệ là lẽ đương nhiên không một lời oán tháng cũng không bận tâm gì chỉ bận tâm một điều có thể là người anh em người lão tả người một thân một mình một thân một mình tả trường lộ nói lẩm nhẩm sau đó nói người ở đây uống chút trà dưỡng thần đi ta gọi điện nói tên nhóc con kia tới để lão hồng ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối ra đi thanh thản Hắn nắm chặt tay của Hồng Hạc Tử. Người anh em, kiếp này ta là bạn người, người không nợ ta, ta cũng không nợ người. Người nhất định phải nhớ, ta chỉ vì người họ Hồng là Hồng Hạc Tử, mà người cũng chỉ vì ta họ tả, mà tâm đầu ý hợp, chứ không phải vì điều gì khác. Tâm đầu ý hợp, cảm cảm ơn. Hồng Hạc Tử khóc không thành tiếng, tả trường lộ lấy điện thoại ra gọi cho tả tiểu đa tả tiểu đa đang chuẩn bị vào phòng trọng lực nhận điện thoại mà giật nảy nếu là mẹ tả tiểu niệm gọi điện cho hắn thì đó là chuyện thường ngày nhưng cha gọi cho hắn là là chuyện cực kỳ hiếm nhất thời không biết xảy ra chuyện lớn gì rồi vô cùng khẩn cấp chạy đến đây mới mấy, mấy phút đã đi đến tìm tinh hồn thạch của tả trường lộ cha sao cha tìm con gấp vậy chứ Tạ Tiểu Đa còn nghĩ có chuyện lớn gì rồi, kết quả nhìn qua, thấy Tả Trường Lộ dù bận vẫn đang nhàn nhã ngồi uống trà cùng Hồng Hạc Tử, nhàn nhã vô cùng, nên ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì đây? Đây là bác hồng của con. Lẽ ra lúc trước con đã từng gặp mặt bác hồng của con một lần, nhưng lần trước quá vội chưa kịp giới thiệu chính thức cho con, lần này bù lại cho con. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói. Bác Hồng của con là vọng khí sĩ bậc nhất của thành Phượng Hoàng Cũng là vọng khí sĩ số 1 của khu vực Trung Nguyên Gọi con đến là bác Hồng của con muốn xem số mệnh cho con Ủa? Tả Tiểu Đa không biết vì sao Vội vàng không người hành lễ Chào bác Hồng Hồng Hạc Tử cười hiền hậu à, Con tên Tả Tiểu Đa sao? Một đứa trẻ ngoan Con trai qua đây ngồi đây đừng nhúc nhích hồng hạc tử đặt cây ghế dài cách trước mặt khoảng một mét hồng hạc tử nhắm hai mắt đã mù cả người như một khúc gỗ mục hoàn toàn không có chút sinh mệnh nào những lúc tả tiểu đa gần như ngồi im trên mặt của hồng hạc tử đều là nếp nhăn đột nhiên từ nơi trán lấy lên một cổ ánh sáng xanh sau đó ánh sáng xanh trên trán hình thành một vật hư ảo giống như một con mắt dùng mắt thường nhìn thì càng giống một con mắt được tạo thành bởi sương mù. Giọng của hồng hạt tử yếu ớt vang. Lão tả, đây là trong thuật chân hồn vọng khí của ta. Trước giờ chưa từng tiết lộ, cũng chưa từng dùng bước cuối cùng một lần nào. Thuật chân hồn vọng khí Trong đời tất cả vọng khí sĩ tu luyện thuật chân linh vọng khí. Chỉ có cơ hội phát huy một lần mỗi câu nói của ta sau đây người đều phải ghi nhớ nét mặt của tả trường lộ cẩn thận hẳn con mắt lờ mờ được hình thành bởi một đám sương mù kia đột nhiên mở ra nhìn về mặt và đầu của tả tiểu đa trong chớp mắt nhìn thấy trên mặt của hồng hàng tử tràn đầy vẻ ngạc nhiên trong con mắt hư ảo của hắn nhìn rõ được một cổ thanh khí một luồng khí màu tím quấn vào nhau hướng thẳng lên chín tầng mây trong một góc long ẩn phượng đằng một đêm mây gió cùng nổi lên trở tay kéo nghìn linh hồn khóc thầm đặt chân bước ra đỉnh bạch cốt tìm kiếm đường hồng trần vốn không có chủ một khi phượng kêu trung nguyên thắng lợi sóng máu cuồn cuộn ngất trời linh hồn vạn lý thiên địa chấn kinh đường tả đạo ma tâm biến động uống máu đào mà hương về trời cao quét sạch con đường phía trước không còn ai đập hết trung nguyên đập quang đông phương dương tử phách xông lên tiêu nhật hai mắt sát phạt hướng về thượng kinh cứng nhất mạnh nhất giao nhau sai chỗ chí tình chí tính gió trời xanh đừng tin đường âm dương trong nhân gian hồng trần lặng lẽ hủy bắt minh hai mối tình gắn bó trong chín tầng cả đời không tin trời có chủ đập ra nhật nguyệt hướng đông minh. Một tay sóng máu đầy trời, xương trắng khắp trời, đời này vô tận. Nét mặt của Hồng Hạc Tử càng ngày càng lộ ra nét cẩn trọng, sửng sốt kinh ngạc. Nhưng mỗi một từ hắn nói ra đều rõ ràng, bình thản. Nhưng lúc hắn nói tiếp câu, đời này vô tận, thì đột nhiên trong cổ họng vang lên âm thanh sửng sốt, hai mắt phẫn nộ trừng lên, gương mặt già nua của hồng hạt tử căng ra đỏ rực lập tức con mắt hình thành bởi sương mù đột nhiên mất đi không còn vết tích phục một tiếng hồng hạt tử phun ra một ngụm máu cả người suy sụp từ trên ghế ngã xuống rơi vào hôn mê toàn thân co dập liên tục trong cổ hồng hắn phát ra tiếng sặc bỗng chốc một hơi thở cũng không còn dường như đang sắp phải hồn bay phách lạc Tả trường lộ nhanh tay nhanh mắt đỡ hắn, lại bỏ một viên đan dược vào trong miệng hắn, đem trà nhân sâm được ủ 3.000 năm, trút thẳng bình trà vào trong miệng của Hồng Hạc Tử, lại bắt đầu thúc đẩy cho hắn vận công. Người cũng đến giúp một tay đi. Rõ ràng, tả trường lộ sợ sức mạnh một mình mình không thể đã thông kinh mạch cho hắn, liền vội gọi tả tiểu đa. Dạ, được. Tả tiểu đa cũng hoảng hốt. Lão mù này đang xem bói cho hắn, sao lại ngừng? Vậy có phải là ta hại chết hay không? Ôi trời ơi! Quả là oan từ trên trời rơi xuống. Hai cha con bận biểu tay chân, luôn cuốn 15 phút. Rốt cuộc, hồng hạt tử mới từ từ tỉnh, hơi thở lại yếu ớt, dáng vẻ chỉ còn chút hơi tàn. Hắn cặt lưỡi rồi cười khổ. Lão tả, người lại lãng phí thứ tốt cho ta rồi, không có tác dụng đâu. Cái mạng tàn này của ta chỉ đến hôm nay thôi. Tả trường lộ thở dài thường thường. Lão Hồng à, kiên trì đi. Kiên trì không có nổi rồi. Hồng Hạc Tử vô lực cười nói. Dưới thuật chân hồn vọng khí, bản thân ta không biết gì. Người chỉ cần nhớ từng câu ta nói khi nãy. Người nhớ rồi chứ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Tả trường lộ gật đầu liên tục. Hồng Hạc Tử thoải mái gật đầu cười, sau đó mới mệt mỏi nói lão tả xem ra chuyện sau khi ta chết vẫn phải phiền ngươi nhưng cũng không cần quá phiền phức ta không có con cũng không có cháu chắc ngươi bọc xác thối của ta tìm một quan tài rồi bỏ vào nghĩ trang ta cũng thấy được rồi ở tả trường lộ nắm tay của hồng Hạc tử nói lão hồng ngươi không con không cái không cháu không chắc là chuyện của ngươi anh em chúng ta với nhau sao tả trường lộ ta có thể để cho quãng đường cuối của người lạnh lẽo thê lương được hồng hoạt tử cười khổ nói đây là ý trời tả trường lộ suy nghĩ rồi nói lão hồng người vứt bỏ tính mạng sau cùng xem số mệnh cho đứa con trai nhà ta vậy đứa bé này nợ người một mạng hắn cẩn thận suy nghĩ đi mấy bước ngẩng đầu nhìn trời trong mắt lấy lên nỗi ưu tư cực kỳ phức tạp đột nhiên cắn răng kiên quyết nói ta để cho tiểu đa lo ma chay cho người gọi mở cánh cửa âm dương luân hồi cho người đột nhiên cả người hồng hạc tử cứng đờ trên mặt lộ ra ngạc nhiên vui mừng cùng sửng sốt sau đó chậm rãi lắc đầu lao tả à không cần không cần đâu không cần để đưa bé vô cớ lại có thêm một phần nhân quả Tả trường lộ kiên quyết nói. Đây là điều nên làm. Tiểu đà quỳ xuống đi. cúi đầu lại tà cha nuôi người. Tả tiểu đà nghe thì ngây ra. Ta, ta có thêm một người cha nuôi. Với lại còn là một người cha nuôi sắp chết. Nhưng mà hắn không dám chống lại lời cha mình. Ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu. Cha nuôi! Đét mặt của hồng hạt tử kích động. Trong hốc mắt khô cạn tràn ra nước mắt con trai ngoan, con trai ngoan, thiệt thòi cho con, thiệt thòi cho con rồi. Lão tả, người nói xem, ta cũng không có gì làm quà gặp mặt cho con trai, thật là hổ thẹn. Tả trường lộ nói, người an tâm nghỉ ngơi, còn nói quà gặp mặt gì chứ? Hồng hoạt tử thỏa mãn cười, hồng hoạt tử ta, cả đời bơ vơ, không nơi nương tựa không con không cái, không ngờ trước lúc chết lại có một đứa con nuôi tiền đồ thanh thang lão tả lòng biết ơn của ta đối với người. hắn hò mấy tiếng rồi nói mấy quyển sách của ta trước kia còn ở chỗ ngươi với bản mệnh kia của ta, đưa cho tiểu đà hết đi. tiểu đà cha nuôi cũng không có bản lĩnh lớn gì, cũng không có gì vật để lại cho người. Người cũng biết vọng khí chi thuyết Nhưng không cần học thuật Chân linh vọng khí của cha nuôi đâu Nhận bản mệnh của ta Từ khi căn cơ tu vi ta bị hủy Thần thức bị phế Đến cả bản thân cũng không mở được Có vài thứ nhỏ bên trong Với cả nhiều sách công pháp Kiếm pháp đao pháp Chùy pháp quý Chỉ tiếc là cha nuôi quá vô dụng Từ khi tu vi bị hủy Không luyện được gì Nói tới đây, hồng hạt tử đột nhiên hai mắt lại trợn trừng, phun ra một ngụm đầy máu. Trong lúc vùng vẫy, bỗng dưng hồng hạt tử thẳng thân người, tay chỉ lên trời xanh, nghiêm nghị nói. Đợi ta kiếp sau, sẽ lại nghịch ngươi. Nói rồi ngã xuống, từng ngụm máu liên tục trào, mà người đã không còn hơi thở. Hồng hạt tử cứ như vậy mà chết. Nhìn thi thể của hồng hạt tử, ánh mắt của tả trượng lộ sâu thẳm khẽ thở dài rất lâu rất lâu sau hắn giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt mắt cho hồng hạc tử rồi lẩm bẩm nói lão hồng người và ta kết bạn với nhau đời này kiếp sau qua ngày hôm nay chỉ còn một họ tả đơn độc mà thôi hắn quay đầu hắn quay đầu nhìn tả tiểu đa ta liên hệ mọi chuyện với nhà tổ chức tang lễ ngày mai tiễn biệt cha nuôi của người tả tiểu đa bối rối cha hắn đây là cha nuôi của người ánh mắt của tả trường lộ chăm chú nhẹ nhàng nói con trai nhất định ngươi phải nhớ cha nuôi của người tả tiểu đa mù mờ gật đầu tỏ ra hiểu nhưng thật ra hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời của tả trường lộ Tả trường lộ dùng một mảnh vải đắp lên thi thể của hồng hạt tử. Lúc này chiếc nhẫn trên ngón tay của hồng hạt tử xuất hiện ánh sáng tối tăm, đột nhiên sáng lên, có dáng vẻ hư ảo. Hình như chiếc nhẫn này cũng biến mất theo sinh mạng đã mất đi của hồng hạt tử. Nhưng trạng thái hư ảo này chỉ duy trì trong chốc lát rồi ngừng, rồi chậm chậm tụt ra khỏi ngón tay của hồng hạt tử rơi xuống, ngừng giữa không trung. Lại là, là một trận ánh sáng, sáng sáng tắt tắt hình như vẫn có thể biến mất bất cứ khi nào. Tại trường lộ dơ tay nắm lấy, bắt được một khoảng không. Hình như chiếc nhẫn kia thật sự không có tồn tại. Tại trường lộ cực kỳ bất ngờ, ngừng một chút, sau đó nói. Tiểu đà, ta không thể nào chạm đến chiếc nhẫn này. Tóm lại, đây là chiếc nhẫn cha nuôi người để lại cho người. Người thử lấy, đeo vào tay xem. Dạ vâng, Tạ tiểu đa nghe lời giơ tay nắm lấy chiếc nhẫn cũng không biết tại sao tả tạ trường lộ giơ tay thì nắm không được cứ như nhẫn sương mù mà sau khi tả tiểu đa giơ tay lên thì ngưng động thành thực thể rơi vào lòng bàn tay của tả tiểu đa cảm giác lạnh băng dạ đeo vào ngón nào tả tiểu đa cầm chiếc nhẫn nhìn ngón tay mình không thể đeo ngón trỏ ngón áp út cũng không thể vậy thì ngón út đi tả tiểu đa lẩm nhẩm Người tự quyết định đi Tả tiểu đa tùy tiện đeo nhẫn vào ngón út Lúc chiếc nhẫn được đeo lên ngón út của tả tiểu đa Thì chiếc nhẫn đột nhiên từ từ siết chặt Vững vàng bao lên ngón út của hắn Lúc đó tả tiểu đa chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau đau Dường như trong chiếc nhẫn này có mấy cái gai nhô ra Đâm vào trong thịt ngón út của tả tiểu đa đau tới nỗi hắn rung rung Dòng máu chảy ra tức khắc thấm vào trong chiếc nhẫn làm chiếc nhẫn nhiễm một màu đỏ. Một lúc sau, chiếc nhẫn hoàn toàn phủ một màu đỏ, màu sắc lại dần nhạt đi, chuyển thành chiếc nhẫn màu trắng xám bình thường, mà sau đó đến cả chiếc nhẫn màu trắng xám cũng không thấy. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, trên ngon út của tải tiểu đa trống không. Mất ngơ mất tiêu rồi. Tải tiểu đa trợn tròn mắt. Thiểu hiểu biết. Người thường nghĩ về chiếc nhẫn kỳ đi, mặt của tải trường lộ trở về dẫn dưng nhưng trong giọng điệu thì chứa kinh ngạc tải tiểu đa nghĩ nghĩ trong miệng nhắc liên tục chiếc nhẫn chiếc nhẫn chiếc nhẫn trắng xám hiện ra xuất hiện trên ngón tay hắn wow thần kỳ như vậy sao lúc này tải tiểu đa hoàn toàn kinh ngạc sau này người muốn dùng thứ trong này không cần để nhẫn xuất hiện dùng ý nghĩ là được rồi trong lòng của tả trường lộ vô cùng nhẹ nhàng nhịn không được thở dài một hơi thật sự không ngờ chiếc nhẫn này là nhẫn bản mệnh nhẫn bản mệnh là gì tả tiểu đa hỏi để sau này ngươi rèn luyện nhiều rồi sẽ tự hiểu rõ ràng tả trường lộ không muốn giải thích nhiều trái lại nét mặt còn phân chấn giơ tay vỗ vỗ vai của tả tiểu đa nhóc con Ngươi chỉ cần biết lần này ngươi lời to là được rồi lời to chỉ một chiếc nhẫn này thôi sao tả tiểu đa nghi ngờ người thì hiểu cái gì ngươi không hiểu ngươi không hiểu gì hết tả trường lộ không ngăn được thở dài không biết có nên nói là kẻ ngốc có hạnh phúc của kẻ ngốc không dù thế nào hắn cũng không ngờ hồng hạt tử sẽ để lại chiếc nhẫn này cho tả tiểu đa thảo nào lúc hồng hạt tử hấp hối lại nhấn mạnh hai câu bản mệnh bản mệnh. Tạ Tiểu Đa đang muốn mở chiếc nhẫn xem bên trong có mấy thứ gì, sao mình lại lời to, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể mở được chiếc nhẫn soàn xỉn này. Cha ạ, chiếc nhẫn này mở không có được. Bây giờ đến cả thần niệm, ngươi còn chưa ngưng thành mà muốn mở chiếc nhẫn này sao? Ngươi nằm mơ đi. Đây là nhẫn thần niệm, trong thời gian ngắn, ngươi vẫn không thể nào mở nó ra được đâu. Ờ, vậy sao? Tại tiểu đa trông có vẻ hiểu nhưng thật ra không có hiểu gì. Lúc này rèm cửa vén lên. ngụy thiết giang đi vào, liếc mắt, nhìn thấy thi thể của hồng hạt tử được phủ vải trắng, thân hình vạm vỡ phát rung. Lão tả, đây, đây không phải là hồng, là hắn. Hắn đi rồi. Tả trường lộ chán nản thở dài. Lúc nghe tin dữ, Ngô Thuyết Giang chịu cảm thấy trời đất quay cuồng, sao vàng tỏa loạn trong hai mắt, thở không ra hơi. Cuối cùng kìm không được mà gào ầm. Sao lão có thể chết sớm như vậy được? Ánh mắt của tả trường lộ nhìn Ngô Thuyết Giang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ngô Thuyết Giang ngồi xuống khuôn mặt đầy khó hiểu. Trước đây thấy hắn rõ ràng còn khỏe mà, hướng gì chúng ta còn... Sao nói chết là chết được, còn chết ở nơi này của ngươi? quả thật ngô thiết giang nghĩ mãi không ra nắm tóc mình nói cũng quá đột ngột rồi vừa vào thì thấy một người chết còn là hắn nữa thật sự là cay lúc này tả trường lộ cũng không nói nên lời chẳng lẽ hắn lại nói trước đây chúng ta tụt mệnh cho hắn thật ra đã thành công rồi nhưng do hắn gặp phải con trai ta con trai ta sắp đặt cục diện phá cục diện của hắn dẫn đến hắn bị phản vệ nên mới sớm ra đi không thể nói lời này được đúng chứ bởi vì liên quan quá nhiều nhưng sự xoay vần của chuyện này thật sự là kỳ lạ tới cực điểm nhất là chuyện này lại xảy ra đột ngột mọi người hoàn toàn không hề có sự đề phòng tất cả đều không kịp trở tay người tới trường trước đi đừng quên ngày mai tới đây đưa tiễn cha nuôi người tả trường lộ nói với tả tiểu đa dạ ta biết rồi tả tiểu đa rời đi mà ngô thiết giang nghe thấy những lời này toàn thân cứng ngắc mãi cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của tả tiểu đa hắn vẫn đứng bất động há miệng hai mắt dài ra trong mắt sắp rớt ra ngoài làm gì vậy người bày ra nét mặt ngu ngốc này cho ai xem tả trường lộ nhíu mày cha cha nuôi cha nuôi đây là chuyện gì nét mặt của ngô thiết giang như ăn phải phân Người đừng gọi ta là cha nuôi. Tả trường lộ khinh thường nói. Ý của ngươi là, ngươi để tiểu đa, nhận hồng hạt tử làm cha nuôi. Ngô Thiết Giang nói với giọng điệu tràn ngập sự khó tin. Mà sao, ngươi có ý kiến ư? Ừ. Ý kiến thì ta không có, dù sao đây cũng là chuyện riêng của ngươi mà. Nhưng chuyện này ta cứ cảm thấy kỳ quái như thế nào ấy. Ta không chắc, nếu không hỏi thêm... Tả trường lộ thản nhiên nói trong chuyện này ta đương nhiên có những suy tính khác việc khẩn cấp bây giờ là an tán vị đại nhân này đây là điều nên làm ngô thiết giang bước tới cúi đầu nhắc đến hồng hạt tử này đáng để cho ta cúi đầu chỉ là tính toán của mấy người các ngươi quá thâm sâu ta biết mình xem không có hiểu hơn nữa ta cũng không muốn biết sau này đừng để cho ta nghe thấy cũng đừng để cho ta bắt gặp Ta chỉ là một người thợ rèn thôi, có được không? Tả trường lộ hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng, ta muốn để ngươi nghe thấy sao? Muốn để ngươi bắt gặp ư? Còn không phải là do ngươi quá tò mò, trực tiếp đi vào ư? Ai bảo ngươi vào là ta sao? Hay là tiểu đa? Ta... Ngô Thiết Giang đau đầu. Đi ra ngoài đi. Tả trường lộ buồn bã. Ta còn muốn nói thêm vài lời cùng hạt tử. Ngô Thiết Giang thấy nét mặt buồn bã của Tả Trường Lộ thì lo lắng. "Tả ca, vốn dĩ lời này không tới lượt ta nói, nhưng thân phận thật của các ngươi chính là đối thủ của nhau. Hiện nay tất cả đều do duyên kiếp, đừng để bản thân bị cuốn vào, khiến bản tâm bị mông muội." Tả Trường Lộ khẽ thở dài, phất tay buồn bã nói: "Một đời một kiếp, một đời một kiếp." Ngô Thiết Giang thở dài, ngoan ngoãn lui ra ngoài đợi đã, đột nhiên hắn bị Tả Trường Lộ gọi, là chuyện gì? năm xưa người này nếu ta nhớ không có nhầm, bình khí bản mệnh là chùy pháp. Tả Trường Lộ hai mắt sáng rực, rõ ràng là tràn ngập khiếp sợ. đúng, năm xưa hắn đánh bằng hai cái đại chùy kia, khiến trời đất đều có màu đỏ luôn ấy chứ? Thiên hồn mộng yểm chùy, gần như là cơn ác mộng của toàn bộ đại lục tinh hồn, người quên rồi sao? Ngô Thiết Giang hơi ngạc nhiên nhìn tả trường lộ, đột nhiên tỉnh táo giật mình đánh thoát, rồi kêu lên một tiếng kỳ quái. Chùy pháp! Tả trường lộ khóe miệng giật giật, Ngô Thiết Giang khóe miệng cũng giật giật, hai người nhìn nhau, nhìn thấy nét mặt kỳ quái của đối phương. Đây là ý trời sao? Tả trường lộ nhớ rằng ngay từ đầu tả tiểu đa đã nhắm vào đại chùy, lại nghĩ tới bây giờ không nhìn được tê dại hết da đầu ngô thiết giang chịu cảm thấy đôi môi khô khốc cổ họng khô khốc đắng chát liếm môi chán ngán nói hắn hắn để lại chùy pháp ư hẳn là phải đi tả trường lộ chậm rãi gật đầu ngô thiết giang nghe mà choáng váng nghĩ tới việc bản thân đang chế tạo hai đại chùy chắc chắn sẽ kinh thiên động địa trong tương lai lại nghĩ tới việc Tả tiểu đa đã nhận hồng hoạt tử làm cha nuôi rồi lại nghĩ tới chùy pháp không nhìn được mà chán nản trong lòng Người đã lĩnh giáo qua chùy của hắn hay chưa? Rõ ràng tả trường lộ hơi mất tập trung. Tả ca, người thật sự quá xem trọng ta rồi. Nếu ta lĩnh giáo qua chùy của hắn, hiện nay ta còn có thể ở nơi này làm thợ rèn cho ngươi sao? Ngô Thiết Giang biểu môi. Thiết Giang, người thật sự phải làm một lần nữa. Tả trường lộ im lặng suy nghĩ rồi nói. Làm, làm gì? Khuôn mặt của Ngô Thiết Giang xanh mét. Phải làm một lần nữa sao? Trùy Pháp Tả trường lộ nhíu mày Ta không giỏi dùng trùy Hơn nữa còn cực kỳ ghét Cho nên ta không có trùy Pháp Nhưng mà tiểu đang luyện trùy Không thể không có trùy Pháp Chẳng phải trùy Pháp Đã có sẵn rồi sao Ngô Thiết Giang chỉ chỉ vào thi thể Của Hồng Hạc Tử Đó chính là trùy Pháp đã được công nhận Là thiên hạ đệ nhất từ xưa tới nay Người dùng bộ não nát Của người suy nghĩ chút đi truy pháp này có thể lộ ra ngoài sao? Tả trường lộ cãi giận nói. Một khi bị nhận ra, kẻ thù của tiểu đa sẽ chính là cả thế giới này. Khắp đại lục tinh hồn, tổ tiên dòng họ nhà nào mà chẳng có ít nhất một người bị tên vô liêm sĩ này đập chết. Ờ ha, đây đúng là một vấn đề. Ngô thiết giang tỉnh ngộ. Cho nên, truy pháp của tiểu đa không thể chỉ có một nhà. Hơn nữa, truy pháp này của hạt tử rất ngoan độc từ xưa tới nay, những người nào giao đấu với hắn đều bị truy pháp này làm cho hình thần câu diệt, tan thành tro bụi, sát nghiệp quá là nặng rồi. Người thu thập một vài truy pháp mà ta có thể vừa ý, bảy tám loại là được. Bảy tám loại? Trong mắt của Ngô Thiết Giang muốn rớt ra ngoài, giọng cũng đổi. Bảy tám loại truy pháp mà người vừa ý, người giết ta đi. Cả thế giới này truy pháp mà người vừa ý, bao gồm cả thiên hồn mộng yểm trùy, cũng không vượt qua 6 loại. Người muốn 7 tám loại là sao? Tả trường lộ bâng quơ nói. Người xem rồi làm đi. Thu thập rồi đưa tới là được. Tạm thời chưa thu thập được. Thì cứ dùng đã thiết truy pháp của người luyện tập trước. Ngô Thuyết Giang làm cao. Đây là bác phương phòng vũ trụy, không phải là đã thiết trụy. Dám làm cao trước mặt ta sao? Tả trường lộ liếc mắt nhìn. Ngô Thuyết Giang lập tức cúi đầu, cười làm lành tả ca thật là đẹp trai được rồi người đi ra ngoài đi việc này trời biết đất biết người biết ta biết ta hiểu tả ca ngô thiết giang liên tục gật đầu lướt đi để ta nói chuyện cùng lão hồng được thôi ngô thiết giang đi ra ngoài tả trường lộ chắp tay đứng trước thi thể của hồng hạc tử khẽ thì thầm hạc tử lão hồng có lẽ người khác nhìn thấy ta nói chuyện sẽ cảm thấy rất kỳ. Nhưng ta biết, người sẽ không như thế. Người nghe được. Thật ra cả đời này ta chỉ là tả trường lộ. Người chỉ là hồng hạt tử. Có lẽ ta biết nhiều hơn người một chút. Lòng cũng có chút toan tính. Nhưng mà làm bạn nhiều năm như vậy ta tin người cũng biết. Lại càng có thể cảm nhận được. Tình bạn của ta không phải là giả. Ta muốn ngăn cản người. Muốn người sống thêm vài năm tuy là có chút tan tính nhưng hơn hết ta vẫn hy vọng bạn của ta kiếp này có thể sống thêm vài ngày nhưng người tính không bằng trời tính người vẫn sớm ra đi người biết không người nhắm mắt xuôi tay khiến ta càng thêm cô đơn và lúc này ta muốn tìm một người nói chuyện phím cũng chẳng có ai muốn tìm một đối thủ lại càng chẳng có ai thậm chí muốn dùng mưu trí tính kế một người cũng không có đối tượng. Hạt tử, người ra đi quá sớm, quá nhanh. Ý định ban đầu của ta là ngăn cản người, nhưng ngăn cản không thành công. Ngược lại để cho người giam chân ta ở chỗ này, không thể nào hành động. Lão Hồng, người nên thấy tự hào. Bước cuối cùng này, ta để tiểu đa nhận người làm cha nuôi. Nói là ta tính kế người một lần cũng được. Nói là thỏa mãn tâm nguyện cuối của người cũng được ta thêm một tầng nhân quả cho ngươi. Lão Hồng, tương lai, nói không chừng, ngươi phải cảm ơn ta. Người anh em, hãy yên nghĩ, chúng ta là là kẻ thù của nhau ở kiếp sau. Tả trường lộ rót một chén rượu, rưới nhẹ xuống đất, ánh mắt chăm chú. Đời đời kiếp kiếp, lại làm kẻ thù không đội trời chung của nhau. Rót một chén rượu đầy, tự mình cầm, uống một hơi cạn sạch. Khi Mộng Trầm Thiên tới trường Nhị Trung, tại Tiểu Đa đã không xem tướng nữa mà đi vào phòng trọng lực để bù tiến độ ngày hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không hề do dự, lập tức chuyển hướng đi về một hướng mới. Cũng không biết Hồng Hạc Tử còn có thể xuất sơn một lần nữa hay không. Nhưng khi tới nhà Hồng Hạc Tử thấy cửa đóng then cài, mùi một nát truyền ra từ bên trong. Nhất thời tâm trạng của Mộng Trầm Thiên bị trùng xuống. Hằng bồi rối không biết làm gì Sau đó dứt khoát ngồi ở cửa chờ Chờ thật lâu thật lâu Một người đàn ông trung niên phong thần tuấn lãng Từ từ xuất hiện ở nơi đầu hẻm Đang đi về phía bên này Nhìn thấy mộng trầm thiên ở cửa Không hề do dự Vẫn bước nhanh tới Khi đi tới cửa Nói với giọng điệu nhẹ nhàng Xin nhường một chút Ta tới lấy chút đồ Nói rồi rút chìa khóa Và mở cửa phòng của hồng hạt tử người người là ai mộng trầm thiên kinh nghi bất định bản thân đã rèn luyện rất nhiều năm mới có được phong độ khí thế tu dưỡng như bây giờ nhưng thoạt nhìn người này cũng không nhiều tuổi lắm vậy mà có phong nghi phong độ phong phạm khí chất như thế cái nào cũng hoàn mỹ tự nhiên như là lẽ tự nhiên phong khoáng tự nhiên thoải mái tự nhiên bất cứ mặt nào bản thân mình cũng đều không có bằng ta họ tả là bạn thân nhất của Hồng Hạc Tử. Tả trường lộ thản nhiên liếc nhìn hắn hỏi. Người tìm Hồng Hạc Tử có chuyện gì sao? Phải, ta có chút chuyện. Không hiểu sao khi trước mặt người đàn ông trung niên này, Mộng Trầm Thiên cảm thấy mình hơi cà lâm, hơi mất tự nhiên, thậm chí còn có chút lo lắng, chỗ nào cũng cảm thấy bất an, khó chịu tới cực điểm. Người tới muộn rồi, Hồng Hạc Tử đã chết. Tả trường lộ đẩy cửa, cách một tiếng, cánh cửa mở ra, lạnh nhạt nói. Ở đây, không có người giúp người đâu. Ta tới đây tìm mấy thứ tùy thân của hạt tử để chôn cùng hắn. Chết, chết rồi. Trong giây phút này, mộng trầm thiên chỉ cảm thấy cuộc đời giống như một giấc mộng. Người duy nhất có thể vượt qua tả tiểu đa và tả tiểu niệm để giải quyết chuyện này. Vậy mà chết rồi ư? Ừ. Có cần đen đuổi như vậy không? Khoảnh khắc, hắn nghĩ tới Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, Mộng Trầm Thiên đột nhiên giật mình, bỗng ngẩng đầu. "Người họ Tả?" Tả Trường Lộ thản nhiên gật đầu. "Vậy thì Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm?" Mộng Trầm Thiên ngập ngừng hỏi. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, "Đó là con trai và con gái ta, sao, người có chuyện gì ư?" "À không không." Mộng Trầm Thiên nói không hiểu sao khi đối mặt với tả trường lộ hắn dịch còn lại cảm giác lo lắng tả trường lộ thản nhiên nói đến đây đi nếu đã tới đây rồi vậy thì và làm chút chuyện giúp ta khiên mấy thứ mấy thứ này quá nặng nghe thấy lời kêu gọi của tả trường lộ mộng trầm thiên bất giác bước tới giúp tả trường lộ khiên đồ thu dọn mấy thứ bận tới mức cả người nhễ nhại mồ hôi sau khi thu dọn xong toàn bộ thì mang tới trước mặt của tả trường lộ chờ hắn chọn lựa. Tả trường lộ xem xét từng thứ một rốt cuộc chọn ra mười mấy thứ, đều là mấy thứ vụn vặt linh tinh, rồi bỏ chúng vào một cái túi. Tên nhóc nhà ngươi xem ra cũng giỏi, chuyển giúp ta mấy thứ này tới đầu phố đi. Nghe thấy lời khen này, mộng trầm thiên, người xưa nay luôn tự cho mình là người trầm ổn. Trong lúc nhất thời là cảm thấy vô cùng phân chấn, lập tức đồng ý được có một loại cảm giác phấn khích nhiều kiểu vậy mà có thể dùng tới ta thật sự là vinh hạnh nhưng muốn nói rõ vinh hạnh chỗ nào thì không có lời nào có thể diễn tả một đường chuyển tới đầu phố xếp lên xe tả trường lộ lên xe người về đi ừ, nếu không có việc gì thì về sớm đi ở đây không có người mà ngươi muốn tìm đâu được ta hiểu rồi mộng trầm thiên lập tức đồng ý cung kính nhìn chiếc xe rời đi, thật lâu sau, hắn mới đột nhiên tỉnh táo tự tác vào mặt mình. Người điên rồi sao? Mộng trầm thiên tự hỏi chính mình, nét mặt u ám nhìn về phía tả trường lộ rời đi, lẩm bẩm nói. Chẳng dễ gì mới có cơ hội gặp riêng cha của tả tiểu đa và tả tiểu niệm. Đã không tác chết thì thôi. Ngược lại còn làm ô xin cho đối phương cả một buổi chiều. Chuyện này thật kỳ lạ bản thân mộng trầm thiên cũng không nghĩ ra vừa rồi ta gần như không nghĩ tới tả tiểu niệm vậy thì không thể nào là vì kiên kỵ nàng ta mà muốn lưu ấn tượng tốt đối với cha của nàng ta lẽ nào vừa rồi ta bị trúng tà nhưng mà tà gì có thể khiến cho ta trúng chứ mẹ kiếp mộng trầm thiên vội vàng phi thân đuổi theo với tốc độ siêu nhanh giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập ác ý một lòng một dạ muốn tác chết người đàn ông trung niên, khí độ xuất chúng, phong thần tuấn lãng này. Có như thế mọi chuyện mới êm. Lúc này tả trường lộ đang dừng xe ở giao lộ, chờ đèn xanh đèn đỏ. Mộng trầm thiên lập tức hạ xuống phía trước xe, vội vàng bước tới. Bước đến bên cạnh chiếc xe quát. Xuống xe. Tả trường lộ hạ cửa kính xe, rồi nhướng mày hỏi. Đứa nhỏ này, người quên thứ gì rồi sao? nhìn thoáng qua hăng thấy mộng trầm thiên đang cầm một cái la bàn trong tay vỗ tráng cười nói hóa ra là quên la bàn người có lòng rồi dạ mộng trầm thiên hoang hoảng giao chiếc la bàn với nét mặt chờ đợi được khen ngợi vất vả cho người rồi thời gian cũng không còn sớm nên về sớm một chút thì về sớm một chút đi tả trường lộ thản nhiên nói rồi đạp chân ga từ từ lái xe rời đi vẫn tùy ý tự nhiên như vậy như thể đó là lẽ đương nhiên. Mộng Trầm Thiên ôm đầu đi tới bên đường, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, đầu óc không tỉnh táo. phải sau một hồi lâu mới tỉnh táo, lại lẩm bẩm nói: là chuyện gì thế này? Hùng Hăng cho mình hai cái bạc tay, vẫn không hiểu tại sao sự việc lại thành như vậy. Mộng Trầm Thiên ta, từ khi nào lại ngốc tới mức này? Không nên như này, mà như này là sao? Lúc này tả trường lộ đã rời đi từ lâu Nhưng mộng trầm thiên vẫn cau mày Đứng ở đầu phố băng khoăn tự hỏi trong lòng Hoảng hốt mù mờ và vô hồn Lại qua một hồi lâu sau Vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang Gãi đầu trong vô thức Sao ta lại đứng ở đầu phố Ta ở đây làm gì à, Không phải ta đến tìm hồng hạt tử Nghĩ cách hay sao Sau khi trấn tỉnh Một đường chạy trở về Chạy tới trước cửa nhà hồng hạt tử nhìn cánh cửa đang mở, nhìn đống hỗn độn bên trong, không nhìn được mà tự hỏi một hồi. Ở đây bị làm sao? Sao lại như thế này? Ấn tượng duy nhất về sự việc trước đó dường như cũng chỉ còn sót lại một điều. Đó là có một người bảo mình về sớm một chút. Nhưng mà là ai nói, sao mình không nhớ ra? Trở về sớm một chút. Nếu Hồng Hạc Tử không có ở đây, vậy thì trở về sớm một chút. Tập đoàn bên kia còn có rất nhiều chuyện cần đang chờ xử lý. Mộng Trầm Thiên lên xe, lái xe một mạch về tới tập đoàn Mộng Thị, xuống xe, khóa xe, rồi lên lầu. Về rồi sao? Tìm được tải tiểu đa chưa? Tả tiểu đa? Mộng Trầm Thiên ngẩn người. Không. Vậy tìm được hồng hạt tử chứ? Hồng hạt tử? Không. Mộng Trầm Thiên lại ngẩn người dừng một chút rồi nói ngày mai ta lại đi tìm hồng hạc tử và lúc này mộng thiên nguyệt đang ngây ngẩn cả người đột nhiên ngồi thẳng người nhìn chăm chăm mộng trầm thiên trầm giọng nói người làm sao vậy mộng trầm thiên ôm đầu mệt mỏi nói không sao chỉ là ta cảm thấy rất mệt rất buồn ngủ rất muốn ngủ chỉ một câu rất muốn ngủ vậy mà ôm đầu như thế rồi hắn bước tới ghế sofa ngồi, nằm xuống. Sau đó thật sự rơi vào giấc ngủ sâu. Nhất thời Mộng Thiên Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc là làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là gặp quỷ rồi ư? Kết thúc tập 52 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.